Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ phạt Edison hơn 1 tỷ đô la vì hối lộ tại năm nước trong đó có Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang tự cho rằng ông dẫn đầu nỗ lực chống tham nhũng suốt 3 năm qua. Nhưng suốt quá trình đó ngoài việc nhấn mạnh phạm chủ đạo đức cách mạng thấm nhuần tư tưởng Mark Lenin và Hồ Chí Minh, ông Trọng đã không hề chỉ đạo cải cách luật pháp về phòng chống tham nhũng. Với tư cách là một nhà lý luận gạo cội của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng biết tham nhũng đã trở thành phương thức duy nhất để quản trị quốc gia là cách để ban phát bổng lộc và đem đến sự sung túc cho quan chức dưới quyền của ông. Bởi vậy, tình trạng hối lộ của các tập đoàn nước ngoài nhằm lũng đoạn thị trường Việt Nam kiếm hợp đồng từ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước sẽ còn diễn ra cho đến ngày một thể chế minh bạch và dân chủ ra đời. Hơn 17 năm đưa hối lộ ở năm nước Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, COES và Digiboti, công ty viễn thông đa quốc gia Ericsson có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển đã chấp nhận trả hơn 1 tỷ đô la tiền phạt để chấm dứt cuộc điều tra của Mỹ về vi phạm đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Trong thông cáo đăng trên website ngày 6 tháng 12 năm 2019, tập đoàn Edison chỉ nêu ngắn gọn là đã chuẩn bị 1,2 tỷ đô la để trả khoản tiền phạt này từ chối để và từ chối bình luận. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Edison tội gì? Theo khiếu nại của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ, ít nhất từ năm 2011 đến năm 2017, các công ty của Edison sử dụng các bên thứ ba để hối lộ quan chức ở Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Djibouti. Đối lại, các hợp đồng béo bở Edison cũng vi phạm đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài tại Việt Nam, Indonesia và Kuwait. Công tố viên New York Jufri S. Berman cáo buộc nhờ những quỹ đen tiền hối lộ, quà tặng và tham nhũng, Edison đã tiến hành hoạt động trong ngành viễn thông với một nguyên tắc duy nhất chỉ có tiền là trên hết. Ellison sẽ phải trả 540 triệu đô la cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ. Ngoài ra, theo thỏa thuận với một thẩm phán New York, Ellison cam kết trả 520 triệu 650.432 đô la theo thỏa thuận với Tư pháp Mỹ trong vòng 10 ngày. Tổng tiền phạt trên đã tính cả khoản giảm 15% vì Ellison hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ và lẽ ra đã có thể được giảm thêm nếu tập đoàn Thụy Điển hợp tác tới cùng. Có nghĩa là tự thông báo các cáo buộc tham nhũng cung cấp thêm một số tài liệu và có biện pháp kỷ luật thích đáng đối với một số nhân viên liên quan. Ngoài tiền phạt, Eason còn chịu dự sự giám sát của các nhà quan sát độc lập trong vòng 3 năm để chắc rằng tập đoàn này tuân thủ những quy định trong thỏa thuận. Những chiều hối lộ của Eason Thông cáo ngày 6 tháng 12 năm 2019 trên website của Bộ Tư pháp Mỹ, trích cáo buộc của ông Brian uh, Bencoffsi, lãnh đạo phòng tội phạm hình sự, hành vi hối lộ, tham nhũng của Ellison đã mua chuộc nhiều quan chức cao cấp trong suốt hơn 17 năm và tại ít nhất là năm nước, tất cả đều nhằm tăng lợi nhuận cho hãng. Vẫn theo thông cáo Bộ Tư pháp Mỹ, Ellison đã thừa nhận thực hiện một chiến dịch hối lộ rất tinh vi từ đầu năm 2000 đến năm 2016 tại ít nhất 5 nước, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Djibouti và COS mà không để những khoản chi này thể hiện trên tài khoản chính thức. Cụ thể, Ericsson lập quỹ đen 45 triệu đô la ở Indonesia từ năm 2012 đến 2015 thông qua một công ty tư vấn từ năm 2010 đến năm 2014, Ellison đã hối lộ 2,1 triệu đô la cho nhiều quan chức cao cấp ở Djibouti để nhận được một hợp đồng trị giá khoảng 20,3 triệu euro còn tại COES, tập đoàn Thụy Điển hứa chi 450.000 đô la từ năm 2011 đến năm 2013 cho một công ty tư vấn theo yêu cầu của một đại lý để giành được hợp đồng trị giá 182 triệu đô la trong dự án hiện đại hóa mạng truy cập vô tuyến điện của công ty viễn thông nhà nước. Mức độ bạo trì nhất của Edison chính là tại Trung Quốc. Năm 2010 đến năm 2016, các công ty con của Edison đã chi 10 triệu đô la cho các đại lý, nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ, trong đó có cả chi phí phát sinh ở Trung Quốc như quà tặng, du lịch giải trí cho các quan chức nước ngoài, bao gồm cả khách hàng từ các công ty viễn thông nhà nước. Ngoài ra, năm 2013 đến năm 2016, Edison đã thanh toán khoảng 31,5 triệu đô la cho các bên cung cấp dịch vụ thứ ba qua những hợp đồng ma với mục đích mà tạo quỹ đen giúp cho các công ty con của Edison có thể trả cho các bên thứ ba tại Trung Quốc đi ngược với chính sách và quy định chính thức của tập đoàn. Tư pháp Mỹ phát hiện các vụ hối lộ của Edison tại Việt Nam từ năm 2012 đến 2015. Các công ty con của tập đoàn viễn thông đã chuyển khoảng 4,8 triệu đô la cho một công ty tư vấn để lập quỹ đen. Số tiền này sau đó được chuyển cho những nhân vật mà trên nguyên tắc sẽ không có tư cách nhận vì không liên quan đến các dự án. Edison đã cố tình làm sai lệch các khoản trì này và ghi không đúng vào sổ sách của công ty. Trong thông cáo ngày 12 tháng 7 năm 2017, Edison khẳng định là công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, cho phép truyền thông phong phú hơn. Edison đã đi tiên phong trong các mạng di động đầu tiên tại Việt Nam phát triển mạng lưới 2G, 3G và 4G và hiện đã hoàn thành cuộc trình diễn 5G đầu tiên kết hợp với Cục Tần số Vô tuyến Điện Việt Nam AOFM thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong dự án phát triển mạng 5G tại Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hợp tác với Edison và đã thử nghiệm thành công cuộc gọi đầu tiên qua mạng 5G tại Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2019. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, trang kinh tế đô thị từng đặt nghi vấn bất thường nhà thầu Edison AB trúng thầu tại các dự án của VNTP Net từ năm 2016 đến năm 2018, nhà thầu nước ngoài Edison AB đã trúng ít nhất 9 gói thầu quan trọng của Tổng Công ty Hạ tầng Mạng VNPT NET thuộc Tập đoàn Biểu chính Viễn thông Việt Nam. Theo hình thức chỉ định thầu quốc tế và một gói thầu mua sắm trực tiếp với tổng giá trị lên đến 414 tỷ đồng và gần 71 triệu đô la. Điều đáng nói theo bài báo là những gói thầu này đều vượt hạn mức để chỉ định thầu và đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc quốc tế. Ngoài ra, Edison là một công ty nước ngoài không liên danh với một công ty trong nước theo luật đấu thầu nhưng vẫn được VNPT chủ đầu tư phê chuẩn trúng thầu gói thầu mua sắm vật tư dự phòng cho hệ thống vô tuyến VNPT Net sử dụng thiết bị Edison năm 2017 và gói mua sắm vật tư dự phòng cho hệ thống vô tuyến VNPT NET sử dụng thiết bị Ellison năm 2018. Một khúc mắc khác được bài viết Kinh tế đô thị nêu lên những ngày trong tên gọi của hai gói thầu trên tại sao VNPT NET nêu thẳng tên nhãn hiệu xuất xứ hàng hóa vào hồ sơ yêu cầu với tên gói thầu là thiết bị Ellison. Những cáo buộc của tư pháp Mỹ với Edison hiện chỉ dừng ở 3 năm 2012 đến 2015 tại Việt Nam. Liệu những bất thường được trang kinh tế đô thị nêu lên có liên quan đến hoạt động quỹ đen của Edison tại Việt Nam hay không? Trong thời gian tới nếu tiếp tục hợp tác với tư pháp Mỹ, liệu những thông tin mà Edison cung cấp thêm có giúp cho tư pháp Mỹ lần ra những cá nhân, đơn vị nhận hối lộ từ nhà khổng lồ viễn thông này hay không? Tại sao Mỹ được phép trừng phạt một công ty nước ngoài? Vụ việc bắt đầu từ khiếu nại của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ cáo buộc Edison vi phạm các điều khoản chống hối lộ. Hồ sơ và sổ sách và các quy định kiểm soát nội bộ của luật chứng khoán liên bang, cuộc điều tra Duende E. Basin và Carol Kim thuộc văn phòng khu vực Los Angeles tiến hành dưới sự giám sát của Finola Manvelian. Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ có thể làm được việc này vì luật pháp của Mỹ áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để buộc các nước khác tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Như vậy, mọi doanh nghiệp trên thế giới bất kể là của Mỹ hay của ngoại quốc, nếu có các hành vi hối lộ, các quan chức, nhà nước, ngoại quốc đều có thể bị truy tố. Dĩ nhiên, các hành vi nói trên đều liên quan đến yếu tố Hoa Kỳ. Ví dụ, sử dụng đồng đô la của Mỹ thông qua ngân hàng Mỹ thậm chí trao đổi thư điện tử có nội dung hối lộ qua một máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Thường thì các công ty nước ngoài tìm cách dàn xếp và nộp phạt và ngân hàng BNP của Pháp, Deutsche Bank của Đức bởi vì nếu bị cấm vào thị trường Mỹ, bị cấm giao dịch với các ngân hàng Mỹ hoặc dùng đô la Mỹ, các doanh nghiệp này khó có thể tồn tại Ngoài ra, chính quyền Mỹ thẳng tay bắt giam các lãnh đạo những công ty bị cáo buộc vi phạm luật lệ Hoa Kỳ. Trường hợp đã xảy ra với Frank Dekrich, Bill Rossi, giám đốc phụ trách bán hàng và marketing của chi nhánh nồi hơi của tập đoàn Pháp Antom bị bắt năm 2013 ngay khi đặt chân đến sân bay New York. Một vụ việc vừa gây chấn động dàn chứng khoán phố Wall khi gã khổng lồ viễn thông Edison bị cáo buộc hối lộ suốt 17 năm ở ít nhất 5 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Qs và Djibouti, một nước ở phía đông châu Phi. Tập đoàn viễn thông nổi tiếng của Thụy Điển sẽ phải nộp phạt hơn 1 tỷ đô la trong một nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền Mỹ do cổ phiếu công ty này được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq ở New York. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam dính líu đến các vụ hối lộ của các tập đoàn nước ngoài. Edison bị cáo buộc đưa hối lộ như thế nào? Theo tờ Financial Times của Anh, trong khoảng thời gian năm 2000 đến 2016, Edison đã hối lộ trực tiếp cho quan chức chính phủ hoặc các công ty tư vấn để nhằm trúng thầu các dự án của các doanh nghiệp nhà nước hoặc đầu tư công về dịch vụ mạng viễn thông. Ví dụ như tại Digivoti chỉ trong 4 năm ạ. Từ năm 2010 đến 2014, công ty con của Edison đã hối lộ 2,1 triệu đô la cho các quan chức cấp cao trong chính phủ nước này nhằm giành được hợp đồng với công ty viễn thông thuộc cơ sở sở hữu nhà nước. Ở QS, công ty con của Edison đã giành được hợp đồng trị giá 128 triệu đô la bởi hành vi thông thầu Khoản tiền mà tập đoàn 143 năm tuổi được ghi nhận hối lộ cho công ty tư vấn đấu thầu 450.000 đô la với doanh thu gần 90 tỷ đô la mỗi năm và tổng tài sản lên đến 286 tỷ đô la với độ bạo trì của Edison cũng tăng lên tại Trung Quốc nơi họ đã tài trợ hàng chục triệu đô la để mua quà tặng các gói du lịch và dịch vụ giải trí cho các quan chức ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam và Indonesia, thông qua các công ty tư vấn sân sau, Edison đã chi hàng triệu đô la để có được các hợp đồng béo bở. Để hợp thức hóa các khoản hối lộ này, Edison lập các hợp đồng khống để quỹ đầu tư ngoài sổ sách nhằm qua mắt cơ quan thuế vụ và thanh tra. Với những hành vi trên, Edison phải nộp phạt 520 triệu đô la cho Bộ Tư pháp Mỹ và 540 triệu đô la cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC. Edison và có gói thầu ở Việt Nam. Thực tế Edison đã trúng thầu rất nhiều dự án ở Việt Nam mà trong đó có nhiều gói thầu là chỉ định thầu. Tập đoàn này giành được nhiều hợp đồng trong việc phát triển mạng 2G, 3G, 4G và hiện nay họ đang hợp tác với cục tần số vô tuyến điện phát triển mạng 5G. Họ không giấu giếm sự thống lĩnh tiên phong ở thị trường Việt Nam. Đơn cử trong năm 2017, theo tờ Kinh tế Đô thị, Edison AB đã trúng hợp đồng trị giá 88,5 tỷ và 11,1 triệu đô la bằng hình thức chỉ định thầu do VNVT NET làm chủ đầu tư. Trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018, Edison AB liên tục chỉ định các gói thầu của VNPT net với tổng giá trị 414 tỷ đồng và trên 70 triệu đô la. Chưa rõ các quốc gia bị cáo buộc tham nhũng phản ứng ra sao nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu một quan chức nào đó của Việt Nam lên tiếng đáp trả thông tin này rằng chúng tôi đang xác minh sự việc. Việt Nam kiên quyết phản đối hành vi hối lộ hay những năm qua chúng tôi đã giành được những kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Đó vốn là cách mà bộ máy được vận hành dựa trên tham nhũng, đáp trả dư luận. Nhiều tờ báo sẽ được viết về vấn đề này nhưng những thông tin có thể giúp điều tra Edison rõ ràng hơn hoặc nhìn một cách sâu xa hơn về môi trường tham nhũng luôn nằm sau làn danh đỏ. Hạn chế về tương trợ tư pháp với các quốc gia chống tham nhũng xuyên biên giới mạnh mẽ như Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản sẽ khiến việc điều tra của Việt Nam dễ rơi vào ngõ cụt Đồng thời Việt Nam vẫn chưa có chế tài rõ ràng trong việc xử lý kết luận từ tòa án hoặc cơ quan điều tra nước ngoài xét xử liên quan đến các quan chức cá nhân trong nước. Luật pháp sơ sài, thiếu chiều sâu và sự kín kẽ khiến cho các tập đoàn đa quốc gia dễ dàng lũng đoạn quan chức và các doanh nghiệp nhà nước mà không lo sợ bị trừng phạt. Việt Nam phát triển bùng nổ về mạng viễn thông trong 20 năm qua Tất nhiên đi cùng với nó là các khoản đầu tư khổng lồ của các doanh nghiệp quốc doanh đang chi phối thị trường này. VNPT, Mobile Phone và Viettel đơn cử như VNPT năm 2017 đã đầu tư 2.000 tỷ đồng. Ba tập đoàn tổng công ty này chịu sự chi phối của luật đầu tư, luật đấu thầu và luật xây dựng trong quá trình phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp Việt Nam liên tục biến động theo nhiệm kỳ chính trị, trong thời kỳ năm 2003 đến năm 2005, ba luật này lần đầu được ban hành đến năm 2013, 2015 lại đồng loạt thay đổi. Trong khoảng thời gian đó, các nghị định chính phủ điều hành còn biến động mạnh hơn. Với 5 năm một lần, dù nhiều khoản thủ tục được siết chặt lại nhưng thẩm quyền của Thủ tướng và các thực trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu thì không thay đổi. Sự sụp đổ hàng loạt của các tập đoàn nhà nước như Vinasin, Vinalize hay sự thua lỗ do đầu tư của các tập đoàn không hiệu quả như Vinacomin, Vinachem phần nhiều đều lách qua khe cửa thủ tướng hoặc sự hớ hình do luật pháp quy định. Quy định của luật đấu thầu năm 2005 về chỉ định thầu có nhiều kẽ hở để Edison có thể được chỉ định thầu. Một vài cách sau họ có thể tận dụng có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu do dự án cụ thể có giá trị thầu gói thầu lớn viện dẫn những lý do đặc biệt. Gói thầu đặc thù dây chuyền công nghệ và có giá trị bản quyền cao, thỏa thuận hoặc vận động với các nhà tài trợ cho chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam vay vốn. Chia nhỏ dự án đầu tư thành nhiều gói thầu có quy mô nhỏ, các gói thầu có yếu tố an ninh quốc phòng, với những doanh nghiệp có tầm vóc to lớn như Edison khả năng cao họ đi theo hai cách đầu tiên nhưng dù với bất cứ phương pháp tiếp cận chỉ định thầu nào thì gần như chắc chắn đều phải hối lộ các quan chức ở Việt Nam ngay cả trường hợp đấu thầu công khai Edison cũng có thể có nhiều thủ thuật nhằm đem lại lợi thế cạnh tranh cho riêng mình ví dụ pháp luật quy định mở thầu tài khoản khi chỉ duy nhất một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật miễn là có ba nhà thầu tham gia dự thầu. Việc mượn tư cách pháp nhân của vài nhà thầu đóng vai trò quân xanh là việc quá ư phổ biến ở Việt Nam đến nỗi mà gần như bất cứ ai tham gia quản lý cũng đều biết đến. Và hiện tại chẳng có cách nào hạn chế tình trạng này ở Việt Nam vì với cơ chế khiếu nại kiện tụng ở Việt Nam thì các nhà thầu yếu thế gần như không có cơ hội để chiến thắng. Chúng ta khó có thể trách cứ Edison như bao tập đoàn nước ngoài khác họ luôn có xu hướng tìm kiếm thị trường kinh doanh đồng thời phải tuân theo luật trời của từng quốc gia với môi trường các nước có chung đặc điểm như trung quốc và việt nam khi mà tham nhũng trở nên hiển nhiên và là điều kiện cần để làm ăn không có y sân này thì sẽ có y sân khác miễn sao thỏa mãn được lợi ích của các quan chức nắm trong tay quyền chi tiêu tiền bạc của nhà nước Trách nhiệm điều tra truy tố xét xử một vụ án cụ thể như Ellison là không khó để chỉ ra, nhưng để điều tra đến nơi đến chốn lại vượt quá khả năng của thể chế Việt Nam hiện tại. Sự biến động nhân sự dài lê thề cho các doanh nghiệp nhà nước ký rất nhiều hợp đồng với Ellison 17 năm qua, những văn bản chỉ đạo qua lại của các cơ quan chủ quản, lúc thì Thủ tướng, lúc thì Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, rõ ràng đó là một mỡ hỗn lớn cho bất cứ nỗ lực nào điều tra về vụ hối lộ này. Công việc xác minh để tìm ra người có trách nhiệm cụ thể làm nổi bật hồ sơ tham nhũng, hối lộ nếu được triển khai sẽ mất cả một nhiệm kỳ chứ không hề dễ. Đó là chưa kể nhiều quan chức liên quan đến thể hiện đã có vị trí cấp cao trong bộ máy chính quyền trung ương và họ có đủ khả năng để cản trở toàn bộ vụ việc. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang tự cho rằng ông dẫn đầu nỗ lực chống tham nhũng suốt 3 năm qua, nhưng suốt quá trình đó, ngoài việc nhấn mạnh phạm trù đạo đức, cách mạng, thấm nhuần tư tưởng Mark Lenin và Hồ Chí Minh, ông Trọng đã không hề chỉ đạo cải cách luật pháp về phòng chống tham nhũng. Với tư cách là một nhà lý luận gạo cội của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng biết tham nhũng đã trở thành phương thức duy nhất để quản trị quốc gia, là cách để ban phát bổng lộc và đem đến sự sung túc cho quan chức dưới quyền. Bởi vậy, tình trạng hối lộ của các tập đoàn nhà nước nhằm lũng đoạn thị trường Việt Nam kiếm hợp đồng từ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước sẽ còn diễn ra cho đến ngày một thể chế minh bạch và dân chủ ra đời. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.